Rồi, hello các bạn. Rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục vẽ nha. Và lần này mình sẽ vẽ cái gì nó xanh tươi hơn tí. Mình vẽ xanh tươi hơn tí nha. Bây giờ mình dán trước xong rồi mình vẽ. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ nha. Rồi ok, cuối cùng mình đã cũng vẽ xong. Rồi nếu các bạn thấy hay và thích video thì hãy like và đăng ký cho mình nhé. Bye bye các bạn.